để phục vụ phát triển công nghiệp các huyện dùng kinh tế trọng điểm, trong đó có huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kêu gọi đầu tư dự án trung tâm logistics với diện tích khoảng 50 ha. Tại huyện Bến Lức, địa điểm thực hiện dự án là ở xã Lương Hòa. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chấp thuận nhà đầu tư về thủ tục đất đai nhà đầu tư sau khi được ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn sẽ thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhận góp vốn thuê quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất trong khu dự án để thực hiện dự án nhà nước thực hiện giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành Nhà đầu tư quan tâm đến dự án trung tâm logistics tại xã Lương Hòa nộp hồ sơ thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2021. Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Hiện tỉnh đã quy hoạch 6 trung tâm logistics tại các khu vực khác nhau trên địa bàn. Đến nay đã có 2 trung tâm logistics đi vào hoạt động tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức và cảng quốc tế Long An, huyện Cần Duộc.